trời ơi, sao không phong cận đâu rồi ta? Đâu dễ sợ luôn, hôm nay hứa là ngồi chơi game mà trời. Mệt ghê luôn á, trời ơi, không biết làm gì. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy ông nội? Cái gì bà nội? Bà làm gì bà la dữ vậy? Trời ơi, ủa ông làm gì đây? Hả trời? Trời ơi, cái gì mà ông đi đâu mà bịt mặt bên mày kín mít thấy ghê vậy? Trời ơi, bà không biết gì hết trơn á. Lần trước á, chắc là anh em xem video của tôi, anh em cũng biết bọn mình đã cùng nhau bảo vệ cho tổng thống trong một cái video bảo vệ tổng thống rồi. Lần này là bọn tôi là chuyển qua là bọn tôi làm điệp viên đó. Điệp viên là đi lấy cái viên kim cương này về cho tổng thống nè, thấy không? Wow. Rồi vô nè. Ui, cái viên kim cương hiện tại là đang được để trong một căn phòng gọi là rất là kín. Laser nè. Không hề có cửa sổ, ui cũng có laser nữa kìa. Wow. Bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta nha, là chúng ta sẽ phải điều khiển cái anh gọi là mặc đồ đen này nè đi đến cái chỗ cái viên kim cương ở đây nè, thấy không? Thấy cái viên kim cương không? Đó. Cũng không khó lắm ha. Mình sẽ bấm vào cái chân của ảnh nè, đó, sau mình sẽ đưa cái chân của ảnh co thế này nè. Đó. Ôi sao anh té rồi. Ông cho ông đi sao ông nằm đây? Từ từ từ, bình tĩnh đây, tôi sẽ gọi là điều khiển từng chút một chút, không? Co chân lại nè, đi nè, đi nè. Cái gì mà lui vậy? Ủa sao sao đi lui vậy? Người ta đi tới vậy, đi lui vậy. Đây nè, bình tĩnh đó. Ủa sao nó lộn một vòng luôn đi, lần đầu tiên tôi thấy con người đi độc lại vậy luôn á. Không sao nè, bây giờ là mình sẽ lết lại chỗ viên kim cương. Được 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 được. Từ từ, thay vì mình dùng cánh tay thì tại sao chúng ta lại không dùng bằng cái đầu nhỉ? Chấn thương sò khỉ đi bây giờ. Ừ, đập kiểu này chấn xương sọ não luôn mà chưa tới nơi được luôn á. Rồi, bây giờ là thôi dùng bằng cái chân đi. Cái chân còn đầy phế hơn cái tay luôn rồi. Từ đây nè, đi nè, đi được, á, thấy không, đi được, lại gần được nè, á. Ê, đừng. Quay lại, quay người lại. Trời đi này 8 năm. Đó, đi rồi đó, đi rồi đấy. Trời ơi, 8 năm mới tới được lấy viên cương nha bạn. Đây, đó, đi gần cái thùng rồi đấy không? Gần cái thùng rồi nè. Đó, rồi, đến cái thùng này á là mình sẽ phải dùng bằng tuyệt chiêu khác. Ô! Ô, từ, đó, mình Ê. Lại. À! Đây quá! Bò tới đi, Phong ơi. Không làm sâu à. Đang bẫy cánh bay. Trời ơi, cũng bò tới được, thấy không? Đó. Trời ơi. Ê, từ, cũng sẽ tới. Tư thế tập yoga. Cái dáng này làm được, cũng chịu. Ờ, bây giờ thì mình sẽ xoay cái tay này. Rồi. Ê, được chưa? Được, tiến tới được, thấy không? Rồi. Đó. Ghê không? Ghê không? Rồi tiếp nè, chân này thẳng lên nè. Rồi. Đó, okay, đặt lên cái thùng. Mình phải dùng một cái tay của mình để mình chống xuống đất để cho nó giữ được cái tư thế này, sao hiểu không? Đó, mình sẽ dùng cái tay này mình chống xuống đất nè. Ôi, đừng. Trời ơi, ngã mất tiêu rồi. Xoay liền không phải dùng cái tay xoay liền không để nó rớt luôn sao? Tôi đang đi nãy không? Đó, từ, bình tĩnh, cái gì là cũng sẽ có kết quả. Càng ngày nó không bình thường các bạn ơi. Cái gì thì nó cũng sẽ có kết quả, từ. Ai đó cứu tôi với, Tôi bị nhốt trong này, Tôi bị lừa làm điệp viên, nhưng mà tôi không muốn làm điệp viên kiểu này đâu. Tôi muốn làm điệp viên ngầu ngầu á. Wow. Đứng dậy luôn, thấy không? Ghê không? Đây là giống con người đó, ai đi giống người đó. Bây giờ là lật hết cái người qua. Đúng rồi. Ôi. Rồi. Lật hết cái người qua luôn đúng không? Yeah. Qua đi. Qua được rồi, sắp qua được rồi. Trời ơi, siêu điệp viên trong mắt của tôi ngầu lắm mà, đâu phải như thế này đâu. Rồi, đưa cái tay này qua. Lết qua. Yeah. Rồi. Qua được rồi. Đó. Bây giờ đến cái la dè mới mệt nha, mình sẽ bò đến cái la dè. Nhìn bị cái gì vô à. Đi bò đến la dè nè. Hy vọng mình sẽ không đụng trúng la dè nha. Nếu như các bạn nào tinh mắt, các bạn có thể thấy ở ngay bên góc bên phải màn hình là một con số, chính là 16 phút. Từ nãy giờ tôi với Sammy đã chơi cái game này 16 phút và bọn tôi vẫn chưa qua được cái màn la dè này. Qua được, tôi nghĩ qua được á. Qua được, hơi bị đẳng cấp nha. Cái chân này co lên nè. Rồi bây giờ sẽ đẩy. Từ, ngược, 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 ng
cố nữa. Không biết sao. Nó tức quá, nó đập tay xuống sàn nhà. Tức quá, nó đập tay xuống sàn nhà. Di chuyển được, di chuyển được. Còn di chuyển được là còn lấy được viên kim cương. Chắc video này phải chia ra mấy tập luôn á trời. Sao mày, bà có thấy nóng không sao? Không. Chứ tôi thấy nóng lắm. Bây giờ làm sao để cho cái con nhân vật này nó có thể tiến được cái người của nó lên phía trước nè. Tiến khó quá à. Ê, được, được. À, được, được, được. Ê, đừng, đừng, đừng giật điện nữa. Trời ơi, sắp qua được rồi mà. Chắc chắn là qua được rồi. Không, tại không có biết đi như thế nào nữa luôn á. Ui, con, lăn đi. Lăn đi, lăn đi, lăn đi. Lần này Phong sẽ thử lại. Được không? Được, Phong làm được. Rồi, bắt đầu thấy cái thế đó, được rồi đó. Phong làm được, xám yên tâm, Phong làm được. Thấy chưa, Phong nói không làm được mà. Rồi. Đây nè, cái chân này coi phía trước nè. Đúng, đừng có chạm cái laser phía trên nha. Đúng, ok rồi. Không sao nè. Rồi, được rồi. Nè, đó. Rồi, cái tay này không an toàn tí nào hết trơn. Không nha. An toàn lắm nha. Cái chân phải xích qua, chân xích qua, đừng đừng để tay. Đừng, đừng, đừng. Đừng, sao để tay đó. Từ từ, sao bình tĩnh. Phong là Phong đang dùng chiến thuật của bản thân mình. Sao hiểu không? Mình co cái tay lại nè, để mình đặt cái tay xuống đây. Mình làm cái đà, mình đẩy người mình qua, hiểu không? Đó. Đúng rồi. Tôi thấy nó sắp dính là về nha, tôi đúng thấy rồi. Sắp nó dính là không về. Không quay được. Sam yên tâm, Sam tin Phong. Phong không dám thở luôn. Anh em có biết gì không? Tôi đang không dám thở luôn. Cái tay kìa. Tôi không dám thở luôn anh em ơi. Bây giờ nha, đến đoạn này thì chúng ta sẽ co cái tay này lại xuống đây. Đưa cái tay này qua bên đây luôn. Co người về phía. Đúng rồi. Thấy nó sắp đụng laser nha, Khó quá ta. Cho lui lại người đi rồi để tay kiểu khác đi. À! Nó giật lên phát nào là tim tôi đau phát đó anh em ơi. Trời ơi là trời. Tại sao khó quá vậy? Không sao. Nam Nhi đại trượng phu là không bỏ cuộc. Tiến lên đi Phong. Hỡi người đàn ông dũng cảm. Tiến lên. Đừng để nó lùi ông ơi. Tôi càng lúc nó càng lùi á sao ơi. Hai từ bây giờ nè, mình phải cho nó đứng dậy đi ha. Ồ, được rồi. Không thấy nó vô cái thế này là có đó, nghĩa là nó cũng rồi. Ổn ổn rồi đó. Bây giờ cái tay mình sẽ đưa về phía rồi, trước rồi, nè. Đúng đó, đúng để rồi. Cho nó lăn cái người quá. Hai. Ok, hai. Dán ngay được rồi đó. Dán này có vẻ ok đó. Bây giờ là Cong lên. Cong chân lên đúng không? Đúng rồi, cong chân lên đó. Cong đúng chân rồi. Lên đó. Cong cái chân lên. Rồi. Rồi ok, chân kia cong luôn không? Chân kia cong luôn đi ha. Ờ, chân cong đi. Rồi cho cái chân này cong lại luôn. Rồi. Ok, rồi đó, thấy có vẻ an toàn. Được. Nó gần chạm tôi sao ơi. Lên đi. Hồi hộp quá, tại vì là cái con chuột này nè, nó cứ kiểu xoay xuống nó bị ngược chiều nè. Chứ Phong đâu muốn đâu. Phong có cố gắng mà. Phong cố gắng, sao phải tính Phong. Rồi, ok đó. Rồi chân kia dứt qua, dùng chân dứt. Rồi, qua nè. Rồi dùng chân, giờ bây giờ dùng chân đi. Dùng chân sao? Dùng chân này đi tới dùng đi chân tới này. Qua luôn hả? Ờ, dùng chân này đi tới. Phải không? Phải, thử đi. Phải không? Thử đi. Đây, bây giờ mình co cái tay xuống bên dưới nè. Đó, sau đó là mình sẽ dùng cái tay này mình đẩy nó lên. Rồi, đẩy qua một cái nhanh luôn, hai quá. Tại sao nó lại không qua được? Hai, ba. Một chút nữa thôi. Trời ơi. Bây giờ cái tay nó nằm bên dưới vậy luôn. Lật được. Đây. Không. Mình phải lật cái tay này luôn nè. Từ, đẩy nhanh nha. Không có đẩy cái người qua được. Không có đẩy cái người qua được, sao hiểu không? Cái vấn đề là cái thằng nhân vật này nó không có đẩy cái người nó qua được. Cái này tôi nghĩ là cái điều mà không ai làm được trong cái game này luôn á, thật luôn á. Giờ sao đây? Giờ sao qua được cái tay nó dướng vô cái laser bên dưới luôn kìa. Bây giờ chỉ có nước là laser mà giật cái xong nó văng qua bên kia đúng luôn rồi. Bay ra. Tôi đang cố lên Sam ơi. Cố gắng hết sức hiểu không? 1 2 3 3 Wow. Nó không đồng chắc đầu luôn. Ở đây, cho tôi thử. Qua đi Phong. Qua luôn. Điệt sợ. Cố lên. Tôi không làm điệp viên nữa. Tôi trở về nhà tôi làm ô xin cũng được. Tôi không làm điệp viên nữa. Ngày mai tôi sẽ mời mèo Simi và Kairon vào đây để chơi thử game này. Tôi không làm điệp viên nữa. Tôi nghỉ việc. Xoay. Ê đứng. Ê Phong ơi. Qua được hả? Rồi. Qua được. Wow. Sao mày lăn qua được rồi. Lăn qua được. Wow, ghê quá vậy Sam, hay vậy Sam. Chưa sao. Rồi bây giờ mình chỉ cần lăn lên mình lấy viên kim cương thôi là được. Đúng rồi, vậy có lăn lên thôi. Đó, giờ mình cứ lăn như thế này nữa nè. Đó. Sắp lấy được viên kim cương. Thôi, em xin việc làm lại nha. Tổng thống ơi, em không có nghỉ việc nữa nha. Giờ em làm việc lại nha. Trời ơi. Có lẽ cái chân phải cong lên nè Sam. Một chút nữa thôi Phong ơi. Chỉ một chút nữa thôi.
Chỉ một chút nữa thôi là chúng ta đã trở thành những người chiến thắng rồi. Đừng bỏ xuống. Cứ lắc đi, cứ lắc qua thôi. Nó bị cái gì vậy? Không đi nhìn mệt quá vậy. No. Đừng có bò ngược lại laser nha. Bò ngược lại laser là đi nha. Búng người không? Cái này nó gọi là kỹ năng búng người. Rồi. Đó, búng người, kỹ năng búng người. Làm cái giá này ai làm vậy? Hip hop, hip hop. Hip hop, hip hop. Trồng cây chuối hả? Woo, yeah. Anh đây là hip hop never die. Viên kim cương đang ở trước mặt rồi mà vẫn không đụng được là sao? Thôi, Sam làm hết đi, không chịu rồi. Không chịu rồi, Sam làm ngày này tiếp đi, không đi đây. Dễ mà trời, sao khó rồi đó trời. Định giữ ta, định giữ ta. Game này là phải logic hiểu không? Ông không chơi được logic với tôi. Đó. Ui, cái gì vậy? Ê. Uầy, uầy, uầy. Nó hơi lui nha bạn ơi, nó hơi lui nha bạn ơi. Uầy. Nó hơi lui về phía sau nha bạn. Sao nó càng treo càng lâu vậy? Rồi. Ghê vậy? Ghê vậy? Ghê vậy? Gì chưa? Ghê vậy, ghê vậy, ghê vậy. Tài năng trẻ đó. Cái dưới cái chân ở dưới kìa. À đây hả? Phải không? Ờ, cho thẳng cái chân nó ra là hình như được. Thẳng cái chân ra, thẳng okay. Cái chân nó ra giống cái thẳng giống cái chân kia. Rồi. Là được. Chân kìa, chân đây, cái chân kìa thẳng ra. Phong bảo là chơi chân kìa thẳng ra mà. Sam co cái chân này lại. Co lại thẳng đầu gối luôn hiểu không? Ok. Co lại luôn, đúng rồi. Rồi. Xoay như hồi nãy là ra. Được. Dớt đồ với Sammy Đào. Sammy Đào đỉnh quá. Tôi buồn quá mấy bạn ơi, tôi buồn quá. Tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ thắng được cái ơi sao em cho cái tay nó thẳng thẳng ra xíu nữa cho nó được cái độ xoay nó được to hơn á, không nghĩ là được á. Xoay đi Sam, xoay đi đúng rồi. To quá. Cho nhỏ lại. Ôi sao vậy? Đây này để Phong. Đầu tiên á là cái tay này của mình phải đặt xuống đây. Đẩy nhân vật mình lên. Sau đó là mình dùng cái tay bên này mình đẩy nó lên như này. Xong rồi khớp lại, cho nó khớp lại nữa. Xong rồi mình đẩy cái chân này về phía sau. Như thế này, giờ là mình mới nắm cái khớp này nè. Mình xoay. Mình xoay như Sam á là mình sẽ mãi mãi không bao giờ lên được thôi, phải không? Mình phải đi từng bước đó. Giờ là cái chân này nè, sẽ co lên trên thế này nè. Cho nó bước lên kia luôn. Đúng rồi, cho nó bước lên luôn, Sam hiểu không? Chứ cái chân không được để kẹt ở dưới. Yeah, cuối cùng thì nó cũng đã đặt được chân của nó lên một bậc đầu tiên rồi. Cố lên, còn 3 bậc nữa thôi. Cái tay, con nhìn cái tay kìa. Rồi, cái tay này co lại nè. Ôi, đừng co lại nhiều quá. Cái này giống đen. Giống quỳ lạy. Cái này giống đang quỳ lạy. Là bơi viên kim cương rốt cái tay tôi được không? Viên kim cương đau khổ quá. Đang leo từng chút một. Rồi đang lên. Cái tay rung kìa, tay rung không? Tay nó rung. Tay nó còn rung hơn tay của mình nữa ngoài đời nữa. Tay của nó còn rung hơn tay mình nữa ngoài đời nữa. Đó, sao thấy được không? Lên được 2 bậc thấy không? Lên được 2 bậc rồi thấy chưa? Phong đang tính. Cố lên, xíu nữa thôi, Phong ơi. Thấy có hy vọng rồi nha. Đó. Yeah, lên được bậc thang cuối cùng rồi. Dạ. Mình giờ chỉ mình chỉ cần lết lại. Lết lại lấy viên cương là xong. Căng thẳng. Tát gì luôn á rồi. Cố lên, sắp lấy được kim kim cương rồi anh em ơi. Bọn tôi đã đi đến được cái bước gần như thế này luôn rồi anh em. Anh em thấy không, bọn tôi đi được đến bước gần như thế này luôn rồi đó. Mà bây giờ bọn tôi không lấy được nữa thì hơi bị cay luôn. Phải lấy được. Anh em à, bọn tôi đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng cuối cùng bọn tôi vẫn bị lăn xuống dưới đây. Ủa tôi vẫn chưa lấy được kim kim cương. Thôi không sao cả. Nói chung là ngày hôm nay bọn mình đã chơi được từ nãy là hơn gần một tiếng đồng hồ rồi. 57 phút rồi sao. Gần một tiếng đồng hồ bọn mình vẫn chưa lấy được kim kim cương. Thôi không sao. Nói chung là tập sau mình sẽ mời thêm Kairon với Simmy. Hy vọng là hai người đó có thể giúp cho mình lấy được kim kim cương. Mặc dù kim kim cương đã ở trước mặt mình rồi. Mình với Sammy gọi là thôi. Chịu rồi. Không lấy được nổi bạn ạ. Mệt quá mệt rồi. Trời ơi. Và bây giờ thì mình nghĩ rằng là video này cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video này đây và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Bye bye mọi người. Bye bye. Good. See you again. Tạm biệt rồi đó. Thôi vậy đi, kết thúc video tại đây đi. Hello team.